về và cho người nhà đến nói là nhờ gửi cho bệnh viện Nhi đồng 1 để mổ cho bé. Thì cái bé này á, thì sau khi chúng tôi chẩn đoán chụp thì có thấy cái động mạch vành bên 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 mặt bên trái thay vì xuất phát từ động mạch chủ thì nó lại xuất phát từ động mạch phổi nuôi của quả tim, và cái tim gần như là bị dồi máu cơ tim, thiếu máu cơ tim rất là nặng. Và khi chẩn đoán được bằng chụp thì chúng tôi là động mạch vành trái xuất phát từ động mạch phổi. Thì bé nhập ngày 2 tháng, em bé sinh ngày 2 tháng 4, thì sau khi nhập viện vài ngày thì phẫu thuật ngày 26 tháng 5 năm 2011. Lúc đó em bé khoảng hơn 1 tháng tuổi. Thì hiện nay thì vừa tuần rồi thì em bé tái phát, thì các bác sĩ có siêu âm tim lại đánh giá bây giờ trẻ 5 tháng tuổi, tức là phát triển bình thường, chụp phim kiểm tra tim không to, không suy tim, chức năng tim hoàn toàn bình thường. Trước đây thì nó bị những dấu hiệu trên tim này giống như nhồi máu cơ tim. Thì đây là cái ca thứ hai muốn giới thiệu với các quý vị. Cái ca thứ ba đây là một cái ca cũng rất là đặc biệt. Em bé này là Nguyễn Văn Tê, 5 tuổi, nam 10 tuổi, cân nặng các quý vị thấy 10 tuổi mà chỉ có 10 kg thôi thì chứng tỏ là bé này nó nặng. Em bé này ở Cần Thơ và nhập viện vào ngày 5 tháng 12 năm 2014 vì ho và ói ra máu. Thì tôi là cái người mà chứng kiến em bé ho ra máu, ói ra cả thao luôn, ói mà đến nỗi mà xanh rè và sốc luôn, phải truyền máu cấp cứu. Thì sau khi chúng tôi khám và hỏi thì biết rằng em bé này được chẩn đoán không lỗ van động mạch phổi thông niên cấp và tuần hoàn là hệ trụ phổi rất là lớn, thì chính cái tuần hoàn này nó bể và nó làm em bé ho ra máu rất là dữ dội. Thì hỏi kỹ thì em bé này được chẩn đoán là từ ngay sau khi sanh, nhưng mà sau khi đi khám nhiều bệnh viện á, thì nó đã chờ mổ, nhưng mà đến một cái lúc nào đó thì các bệnh viện từ chối mổ. Một cái bệnh viện bạn từ chối mổ vì nó là quá chỉ định phẫu thuật. Thì khi nhập vô đây thì em bé này rất là nặng, thì chúng tôi tiến hành là thông tin chẩn đoán và đo đạc cái kháng lực mạch máu phổi, và nguyên một cái nhóm tim ta phải họp không dưới cũng phải là 10 lần vì rất là ngại, thì các bệnh viện bạn người ta đã từ chối. Thì đã đo và sau khi bàn rất là kỹ và quyết định rằng thông tin kết quả này còn có khả năng mổ và chỉ cho em bé nó một cơ hội. Thì sau khi mổ phẫu thuật vào ngày 26 tháng 12 năm 2014 thì em bé đó ổn định, tức là mình đã làm, nhưng mà cái đường giò, cái đường mà tuần hoàn hoàn hệ nó vẫn còn. Và sau khi em bé đã ổn định cái tình trạng mổ thì đã được đưa xuống cái nhóm thông tin, và nhóm thông tin đã đóng cái đường giò này này. Và sau đó thì em bé xuất viện vào ngày 23 tháng Giêng năm 2015. Thì đây cũng là một cái trường hợp mà nó rất là ấn tượng, thì cứu sống những cái em bé rất là đặc biệt như vậy.